Chào các bạn, mình nói chung là vừa đi chơi về hồi tối hôm qua. 3 ngày đi chơi các bạn đâu bị mũi chích đâu. Tự nhiên sáng nay vừa mới ra vườn nó chích quá trời các bạn. Cho nên là vừa mới xịt mũi xong đó các bạn. Thì sáng nay ngủ dậy đi ra vườn tham quan thì thấy đậu đũa cũng quá trời. Mà trong khi đó 3 ngày anh cameraman lãnh, ngày nào anh cũng hái quá trời, chụp hình quá trời luôn các bạn. Rồi bây giờ thì mình ra thì mình thấy coi có cái gì thì mình thu hoạch nha. Đây là cà chua. Các bạn còn nhớ không, mình có nói mình trồng mấy cây cà chua bỏ vô chậu một cái lông á, mà cây nó còn nhỏ, xong cái mình nói thôi định ăn đợt này rồi mình dục luôn, không có trồng. Nhưng mà anh cameraman ảnh kêu tiếc quá cho nên là ảnh chuyển qua cái chậu bự luôn. Thì chậu này là như là 3 hay 5 cây lông anh? 5 cây lông. À, ảnh chuyển qua chậu 5 cây lông luôn để cho nó ra được trái nào thêm nữa đó các bạn. Chứ mình nói dục đi, ảnh nói uổng quá. Các bạn bây giờ mình sẽ đi thu hoạch nha. Trái cà chua này là ở ngoài chợ này, mua đi chợ xong á. Ủa mà sao ngộ ta, mình đi chợ mình mua cái loại nó dài mà sao sau khi mình trồng ra nó tròn trời kỳ anh hả? Nhưng mà bữa mình mua á, mình mua ở trong chợ là cái trái nó dài á, anh nhớ không? Ờ, còn sao nó tròn kỳ ta. Molly, để mình tí lấy cái kéo á. Có nghe mấy bạn nói rằng á là mình cắt luôn cái nhánh của nó á, cái cuống của nó thì để được lâu. Cho nên để mình đi lấy cái kéo đã. Đây nè. Đây, còn trái này nè, trái này dài nè các bạn, nhưng mà nó cũng nhỏ hơn ngoài chợ. À, mấy cái trái cam dày á mình hái luôn, để một hồi mình để trong nhà khoảng 1 ngày là 1 2 ngày là nó cũng đỏ à. Ôi, bên đây hai trái luôn nè. Đó. Tại là mình đâu có biết đâu, mình hái thì mình tặng bẻ cuốn không à, mà mấy anh chị các bạn nói là phải giữ cuốn lại để cho nó giữ được lâu. Cho nên thôi là mình sẽ bắt chước theo, mình cắt cuốn luôn. Cũng nhiều ta. Bên đây nè anh. Bên đây. Giờ cắt cuốn thì nó hơi khó ha. Đây là nguyên chùm luôn. Nguyên chùm cái này nữa. Rồi, bên đây hai trái bự nè anh. Bên đây hai trái bự chùm 4 trái luôn. Rồi, đây. Trái đây. Wow, cũng được một lần đi chợ mua bao nhiêu nè các bạn. Tại vì anh cameraman ảnh hay lấy cà chua ảnh nấu canh á. Ảnh nấu chung với canh á, cứ canh nó ca canh gì là ảnh hay bỏ cà chua vô cho ảnh thích ăn vậy á. Rồi xong rồi bây giờ mình sẽ đi hái gì ta? À, đi thu hoạch rau len các bạn ơi. Cỏ nhiều quá rồi. Ôi, rau len ở đây nó cũng rau len đây bị mấy con gì nó cũng chăm lỗ lỗ này các bạn ơi, chắc sâu rồi phải không anh? Ốc sên hả? Ủa, cái thuốc ốc sên anh còn không? Anh để đâu rồi? Sao? Vậy hả, lấy cho các bạn xem luôn để mình trị cái này luôn nè. Mình trị nó có hiệu quả đó, mình chia sẻ với các bạn luôn. Đợi mình tí nha, mình đi lấy cái bịch đó cho các bạn nha. Cái bịch mà mình nói là trị ốc sên á, nó bị hết rồi cho nên là không có cho các bạn xem được. Để hôm nay nếu mà tụi mình rảnh tụi mình đi mua thêm để rải khúc chỗ này nè. Tại vì mấy bữa trước mà mấy cây ớt của mình trong chậu á, nó bị mấy con ốc sên nó cắn quá trời đó, thì anh cameraman ảnh rải xuống là hiệu quả lắm. Nó bớt lắm, nó không có cắn nữa. Mà không sao, nó lỗ lỗ vậy chứ mình ăn thì bình thường không sao các bạn. Nhìn vậy là mình biết là không phun thuốc nè. Còn mà láng o mà đẹp đẹp bự bự là biết, các bạn biết là phun thuốc rồi đó. Cho nên nhiều anh chị sợ, thấy sâu sâu vậy sợ, nhưng mà thực sự vậy mới là an toàn đó các bạn. Cắt dày rồi, có những cọng nào già thì bắt đầu mình giữ lại mình đem đi trồng thôi. Ôi, nó bò qua bên đây luôn rồi anh. Tại vì mình không có muốn cho nó lứng qua bên đây, cho nên là ra tới đâu của mình ngắt vậy luôn, ăn tới đâu ngắt tới đó luôn. Phía trước nhà của mình đó mình cũng có trồng, nhưng mà đất ở trước nó cũng hơi nóng á, hơi còn xấu á, cho nên là nó cũng ra chậm lắm, nó không có ra giống như chỗ này.
anh quay cho các bạn xem những cái cây khoai chuối nhà mình này, nó bự ghê các bạn, bự lắm luôn á. Chắc là sắp có củ ăn rồi đó. Hy vọng sẽ còn vài tháng nữa là sẽ có một video thu hoạch khoai chuối, quá đã luôn, khoái ăn cái khoai lắm luôn đó các bạn. Ăn mới ăn có một lần duy nhất trong đời thôi nhưng mà rất là ghiền, rất là thích. Rồi đây đây đây, cắt luôn. Rau lan này thì dễ rồi, cứ cắt là lên, cắt là lên. Rồi xong rau lan, xong cà chua, bây giờ mình đi qua thu hoạch đậu đũa, đậu que các bạn ơi. Bác sĩ đừng đi đâu nha con. À, sẵn tiện ở đây mình sẽ khoe với các bạn những cái cây ớt của mình luôn nè. À, đây là cây ớt Peru đó các bạn. Hồi năm ngoái nha, các bạn nhìn cây ớt nè. Hồi năm ngoái cây ớt Peru này cái trái nó nhỏ lắm, tại vì mùa đông lạnh mà nó ra được tới cỡ này là mình mừng lắm rồi. Thì cũng hên á, mình cũng giữ lại được 2-3 trái, cái mình lấy cái hộp của mình gieo. Hồi thì mùa đông thì cái hộp nó cũng ít lắm, không có nhiều. Thì bây giờ mình trồng á, mình thấy năm nay bắt đầu mình trồng đúng mùa hè, cái trái của nó bự lắm này các bạn. Nhìn như đây này, anh quay cho các bạn xem cái trái nó bự mà nó đẹp lắm. Nó nhăn nhăn mà nó đẹp như vậy nè. Mà bảo đảm là các bạn ăn là sẽ ghiền, sẽ rất là thích. Tại vì nó rất là thơm, nó cay mà nó rất là dai. Cái mùi thơm nó dai lắm, quyến rũ và được cuốn hút cho mình ăn lắm luôn á. Trời ơi, trái này bự nè anh ơi. Ờ, đúng rồi ha. No, giống trái cherry. À, giống trái cherry Việt Nam mình. Đúng rồi, y chang luôn các bạn ơi, giống trái cherry Việt Nam mình nè. Nhìn đẹp ghê luôn á. Nó đang ra trái nhiều lắm. Và cái loại cây này mình thấy là cũng gọi là đã lắm. Còn bên đây, ủa đây là ớt gì anh? Nó luôn hả? Mà tại sao kỳ vậy? Tại sao này nó đi đâm lên? Ui, hai loại khác nhau anh ơi. Sao kỳ vậy ta? Mình trồng cùng một loại hột luôn mà tại sao nó lại ra kỳ ta, nó không đưa xuống mà nó đi lên nè. Ha. Còn bên đây là cái ớt Nhật. Đây các bạn, ớt Nhật thì mình không biết gì, Sarihan cho mình nói là ớt Nhật thì mình thấy nó ra nguyên một chùm vậy luôn nè các bạn. Cứ mỗi một cái đọt của nó vậy là nó ra nguyên một chùm, mà một chùm này của nó chắc chục trái, hơn chục trái cũng có luôn nè. Được coi. 3 6 9 11 12 15 trái luôn, 15 16 trái luôn các bạn, chưa tính những cái bông ở dưới nữa đó. Là nguyên một chùm của nó này các bạn. Chất lượng dễ sợ ghê không? Nó ra nguyên chùm đẹp ghê các bạn. Mà nè, bữa mình ngắt ngọn nó rồi nè, mà nó cứ ra, mà nó cứ ra chùm như vậy. Đã ghê luôn á. Ủa mấy bên này anh có hái đậu que không vậy? Ít lắm hả? Em thấy nó bự nè. Quá trời các bạn ơi. Tại con mình anh ở nhà nhiều việc làm quá, anh ít hái luôn. Ui trái này bự luôn rồi nè. Nhiều trái quá. Cũng nhiều trái nữa. Ôi. Ủa sao nó bò nó vàng cũng ít quá anh ha. Nó không giống như đậu đũa. Đậu que nó bò thấy bò ngắn ngắn, nó bò chậm. Đậu đũa thì nó bò mạnh hơn. Đây. Trái bự luôn. Nhiều trái quá. Nè, nó nhiều dễ sợ luôn ha, nó cứ ra hoài vậy. Ngày mai, ủa, ngày mai gặp mấy anh chị cuối tuần nữa nè các bạn. Ngày mai thứ mấy ta? Mai thứ bảy phải không? Ê, mai thứ sáu mà. Mai sáu thứ bảy anh. Mai sáu cuối tuần. Vậy là cuối tuần này gặp mấy anh chị để mà mình đưa mấy cái rau này các bạn. Nhiều khi mấy anh chị ở xa không có tới làm biếng tới đây á, cho nên canh cuối tuần gặp ăn uống gia đình này nọ thì lấy luôn một lần vậy đó các bạn. Trời ơi, trái nó bự nhưng mà vẫn còn ăn được, vẫn còn ngon. Chỉ cần một ngày hai ngày không ra hái thôi là kể cuốn mất tiêu. Cái này dùng tay hái chứ mà mình dùng kéo biết khi nào mới xong các bạn. Nếu mà số lượng nhiều vậy mà hái vậy thôi chắc tới chiều mai nó cũng không hết quá à. Dùng tay ngắt vậy cho nó nhanh. Trời ơi. Nhiều à. Quá trời à. Thôi là mấy cái này là mình tụi mình đâu có chăm sóc gì nhiều đâu. Mắc cười lắm các bạn, ở bên hông rồi nè.
ở bên hông này á, mình có nhét mấy cây dâu tây á, các bạn thấy cây dâu tây bên đây không, giống như mới ra mấy cái ngói dâu á, mình nhét xuống, chưa biết chỗ trồng ở đâu, cái nhét xuống nó lên cây, nó cũng sống nhăn răng hết. Wow, ra một chùm mấy trái luôn. 5 phút nữa mới đi. Ok anh, đang nhờ ảnh quay, rồi 5 phút ảnh có mì đi đó các bạn. Rồi chắc là mình tiếp tục, mình sẽ đợi ảnh xong rồi mình quay, hoặc là mình quay luôn cũng được. Đây nè anh, quay hết chỗ đậu que đi rồi bắt đầu anh vô. Tại vì sao các bạn biết sao không, mình tự quay cũng được nhưng mà làm nó hơi chậm lắm. Còn có ảnh thì mình làm bằng hai tay á, thì mình quay nó nhanh, rồi nhanh để mình còn làm nhiều việc khác, đi nhổ cỏ, đi làm vườn nữa đó. Đây, chứ mình mà ngồi mà ngắt từng tay, trời ơi nó lâu quá. Xong rồi, gần xong rồi anh ơi, chuẩn bị anh cho anh vô mít in. Này mấy trái này cũng bự ghê anh ha. Trời bự quá, mua ly đâu vậy con? Chương lắm, đi chơi 3 ngày về nó mừng ơi là nó mừng. Đậu quê bên đây xong rồi thì thôi chắc là anh đi vô đi, để anh vô anh có meeting các bạn ơi, rồi một chút anh ra anh quay tiếp cho mình. Các bạn nhìn thấy cái trái đậu quê Mỹ này không, hột nó bự ghê luôn á, mà thực sự là mình thấy nó ra bông nhiều mà nó đậu ít quá, kiểu này là chắc có ít hạt rồi các bạn ơi. Mà sao cây mình không hiểu sao mà cây của nó khô hết luôn nè, giống như nó muốn chết vậy đó. Mà sao kỳ, mình trồng cũng y chang như là mấy cây kia mà không hiểu sao hết. Đây là đậu que thường. Trái này cũng còn nhỏ, để nó lớn một tí. Trái này bự nè. Rồi, đâu rồi ta, hết rồi ta. Rồi xong, bây giờ mình sẽ đi thu hoạch đậu đũa nha. Hái đậu đũa các bạn ơi. Đậu đũa quá trời nè. Bên đây không có bằng bên kia nhiều lắm. Anh cameraman là anh hái hoài đó, ba bữa nay là mình không có nhà là anh kêu anh hái hoài luôn các bạn. Mà nó vẫn cứ có hoài à. Nhìn dưới gốc, tại vì dưới gốc nó hay ra trái lắm. Nhìn thấy không, đây nè, có con trái trốn nè. Đi qua bên đây. Hey boy, boy làm gì đó? Boy làm gì boy? Rồi, thu hoạch đậu đũa khúc này nè các bạn. Một trái, cầm về quay thì nó hơi chậm một tí. Đó là do mình cứ đợi anh cameraman lúc nào anh rảnh á, ảnh ra anh quay cho mình. Chỗ này các bạn. Đó. Bên đây nữa. Cái lá củ hồi nó thơm ghê các bạn. Chắc là thu hoạch đậu đũa xong á mình đi thu hoạch củ hồi luôn. Nhưng mà củ hồi á là mình phải giống như mình ăn liền, đừng có để lâu quá thì cái mùi của nó sẽ bị mất đi. Thì mình có đọc trên mạng mình thấy như vậy á, người ta nói như vậy á, giống như mình hái mình thu hoạch mình phải ăn liền. Wow, đây là đậu đũa tím này chắc bây giờ mình cũng không có ăn đâu, tại vì mình cũng sẽ để dành luôn, để dành lấy hạt luôn. Chứ cây đó mình chỉ có một cây à, trồng cây hai cây mà mình thấy bữa giờ cũng ăn nhiều rồi, thôi cho nên là để dành những cái trái này, bây giờ nó ra trái nào mình cũng để dành hết luôn. Rồi có gì mùa sau năm tới mình ăn. Còn năm nay giống như là ăn vậy cho biết mùi vị là đủ rồi các bạn. Anh cameraman nói chung vừa có made in xong các bạn. Bây giờ ảnh ra, trời cũng đã nắng rồi. Thì chắc mình qua bên đây mình thu hoạch đậu đũa đi, chứ bây giờ nó bự quá rồi các bạn ơi. Các bạn ơi, cái cây mướp rắn của mình bây giờ nó ra trái nè. Mình nhìn nó giống rắn thì cái đầu nhọn nhọn ghê quá. Nó ra đựng trái nè, bên đây hình như mướp già ra cũng ra đựng trái. Nói chung mới ra vài trái thôi à. Bây giờ mình đang mong chờ với cái hồi mà nó ra nữa là thôi ăn không hết luôn nữa các bạn. Đây các bạn thấy là đậu đũa.
hái hoài luôn các bạn ơi. Cái này mình bẻ luôn nè, bây giờ cầm kéo cắt rất là lâu các bạn ơi, cho nên là mình hái vậy luôn. À, mắc cười lắm, hôm qua anh cameraman hái một đống luôn, xong cái chụp lên trong trong group trong nhóm á, mình thấy cứ ngày nào anh cũng ra anh hái luôn, 3 ngày mình đi là anh hái 3 ngày luôn các bạn, hái quá trời luôn. Đây mình sẽ hái luôn, hái cho hết để cho nó ra những cái khác nữa. Wow, nhiều thiệt á. Thì em hái trái bự không á, mấy cái trái này các bạn nhìn thấy đây có hai sự khác biệt không? Cái màu này nó đậm hơn, màu này nó nhạt hơn, thì mình đa phần là mình lựa mình hái những cái trái màu nhạt nhạt này. Còn những trái màu đậm này mình để đó. Quá trời luôn này. Trời nhiều ghê, anh sao anh hái rồi mà thấy nó vẫn cứ nhiều hoài vậy? Đó các bạn, nó muốn tượng hộp. Cái chỗ này rất tốt quá ha. Nó nhiều hơn bên kia luôn anh. Mai có phân ngựa gì? Em bỏ phân ngựa nhiều hơn, nhưng mà năm ngoái em thấy mình cũng trồng y chang vậy, nó cũng ra. Năm ngoái mình cũng đâu bỏ phân ngựa đâu. Thêm đất. Năm ngoái đất cạn. Năm ngoái anh cũng nhớ của mình cũng quá trời trái luôn. Kinh. Quá trời luôn, đã thiệt. Không bằng năm nay. Không bằng nay hả? Sao em thấy năm ngoái cũng quá trời, anh coi lại cái video đi. Thôi, đã chưa. Bây giờ bắt đầu hái đợt này xong, bắt đầu nó giảm bớt từ từ lại rồi đó. Ngày mai cuối tuần nữa là mà có mấy anh chị lên đưa cho mấy anh chị ăn bớt nữa nè. Nhiều ơi là nhiều luôn, nó vẫn cứ ra. Mình bẻ cái này á, nghe nó rợp. Nó dài, nhấc con da đi cho nó dễ hái chứ cầm mệt quá. Để hai đứa này nè. Sau lưng. Trời ơi. Này nó bự. Trái này nó cũng bự nè. Đây nè. Đây nè. Nó quá chờ luôn, nằm dưới đây nữa nè. Mày gãy rồi mà. Này chắc em bẻ gãy nè. Ôi nhiều thiệt luôn, mới như cái này là hôm qua anh hái sao nó thấy nó bự hơn, mà nó hộp bự hơn rồi đó anh ơi. Nó muốn già lên rồi đó. Anh hái mấy xanh xanh kia ăn nó ngon hơn các bạn. Hái mà để ra màu trắng quá, mình thấy cái hộp nó bự quá, ăn không hết ngon. Này nguyên chùm 4 trái luôn. Thôi đi ra phía sau hái các bạn. Rồi đây này. Trái này đã nè. Đủ đủ thôi đó. Giờ là cứ hái hoài. Đây, một trái rớt kìa. Nghĩa là thôi có mấy trái kia mình để làm giống luôn. Thôi bây giờ trái nó bự quá, cái mình sẽ để làm giống đi anh. Để làm giống đi anh. Kệ nó làm giống đi không sao đâu. Cái nó bự nở, sẵn nở bự quá rồi, mình để làm giống. Năm nay ráng giữ giống nhiều hơn nữa. Mấy trái đây nè, quá trời bự nè. Ôi đằng sau này nó bự nè anh. Ôi sao bự vậy ta. Ôi trái này anh để cũng làm giống luôn này, nó trắng hơn. Các bạn thấy không, hai cái màu nó khác biệt nhau luôn. Cứ là nó càng trắng ra thì nó là già rồi. Cho nên mình ăn cái màu mà xanh xanh này nè, nó sẽ ngon hơn. Wow. Đã ghê các bạn, hái miết sướng. Lúc trồng cho nó ra, nó đâu có ra đâu. Đợi tới hội ra quá trời. Trái bự là, đúng rồi, còn trái nè. Cái này nữa nè. Ủa, này rớt xuống nào, này chắc của anh hôm qua hái rớt nè, phải không? Rồi, trái này làm giống luôn. Trái này trắng quá rồi. Ra hồ mà hái luôn. Trời ơi, thiệt đó. Rất rồi. Rất hả? Mấy trái này. Nhiều thiệt.
nó bò qua tới đây luôn á, nhưng mà mình không muốn cho nó bò qua dàn mướp, để bây giờ mình ráng nó bò dây nào á mình tách riêng nó ra được bao nhiêu nè các bạn. Đó, còn hai trái này đâu nè, trời ơi mấy trái dưới đây há luôn. Wow, nằm ở dưới đây nhiều nè anh ơi, mình không thấy á. Nằm dưới gốc luôn nè. Nhiều quá mà đây. Cũng được thế thế này chắc mấy phao anh ha. Ui mình mới canh nên có nhiều trái nó mắc cái trên vàng luôn anh, nó mắc cái trên vàng nè. Hai trái mắc trên vàng luôn, ba trái luôn, có mấy trái nữa thôi để giống luôn, nó về rồi. Nó tới giờ để đó. Nó trắng trắng quá là mình để làm giống luôn các bạn. Dạ. Thôi. Chắc là mình hái xong rồi đũa này. Bây giờ mình đi qua mình hái vài thêm cái củ mấy củ fennel nữa các bạn. Mấy củ fennel để vô xào thịt bò ăn. Let's go các bạn ơi. Trời ơi đậu đũa. Đậu đũa quá trời luôn nè anh ơi. À quên nữa, còn hái mấy trái bí ngòi, bí ngòi đĩa bay nữa các bạn ơi. Sao con? Hứ gì? Bí ngòi đĩa bay này các bạn ơi. Ở đây có 3 trái. Mình lấy cái miếng gỗ mình lót ở dưới để cho nó không bị dơ á. Đâu nè. Mà cái bí này ăn ngon thiệt các bạn, mình cũng thích bí này. Ăn nó ngon. Đây nữa nè anh. Chín quá đã. Ôi hôm nay quá đã ta, hôm nay có 3 trái luôn, cây trái bên đây nữa nè anh. Đã quá ta, được 3 trái bí ngòi luôn các bạn, đã hay chưa. Trời ơi, cái cây ớt này ra trái nhìn thấy mê được, cái này gọi là ớt nấm vú nè các bạn. Đâu hay giống nấm vú vậy đâu trời, sao gọi ớt nấm vú ta. Chạch da giống gì vậy, giống vậy ta. Thôi mình đi qua kia mình hái, mình nhổ mấy củ fennel vô các bạn. Củ bự nè. Wow, củ này bự nè các bạn ơi. Trời ơi, cỏ quá trời là cỏ hết. Cái này phải đi nhổ cỏ, nó chiều đi nhổ cỏ nữa rồi. Củ này bự nè các bạn. Hơi bự luôn á. Thơm dễ sợ. Quá đã luôn. Ráng giữ giống năm sau để mình trồng nhiều nhiều. Cái này cũng vậy luôn. Đây nè, cái này bự nè. Đó, nhổ 5 củ chắc 6 củ đi. 6 củ được á, 6 củ để xào trưa nay hai chồng mình ăn. À, với lại mình đi thu hoạch, có mấy trái đậu bắp nữa. Đi các bạn ơi, chỗ đậu phộng nó ra nhiều quá, không biết khi nào thu hoạch được đây. Cắt luôn, cắt cái lá luôn. Trái này nè anh, nó cứ ra hoài nè. Trong khi ở đây mình không có... cây này nè, mình đâu có ngắt ngọn đâu mà nó cũng ra nhánh nữa nè các bạn. Nó ra thêm nhánh nữa. Ui, trái này bự quá vậy. Bự mà còn non nè các bạn, nhìn nè các bạn. Đó. Mà còn mấy cây này là nhánh lên đã luôn. Lên 4-5 nhánh luôn nè. Từ từ mình có bấy nhiêu đây thôi là mình cũng ăn đủ rồi. Ăn vài trái vậy đủ rồi. Bên đây nữa nè các bạn. Cỏ nhiều quá. Bữa mới nhổ xong rồi mình cứ lên hoài à. Rồi, được mấy trái đậu bắp. Xong rồi các bạn ơi, chắc là mình sẽ tạm ngưng video ở đây. Chứ nắng quá là nắng nóng luôn á. Đi vô nhà nấu cơm trưa ăn. Rồi bắt đầu chiều mát á, thì các bạn đi ra phía trước nhà với mình để thu hoạch nha. Khổ qua bự lắm rồi, mình đi 3 ngày về khổ qua nó to lên luôn rồi. Khổ qua này với là đọt bí với lại cà chua nữa. Thì mình sẽ tạm ngưng video đây nha. Và hẹn gặp lại các bạn vào chiều nay. Bye bye.